Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. À, Ở từ các bạn, chúng ta thì đều biết rằng bệnh xương khớp là một trong những căn bệnh đem lại nhiều rắc rối cũng như là những đau đớn dành cho người bệnh. Ở à, nó không chỉ mang đến những cơn đau khó chịu mà còn là gánh nặng kinh tế cho gia đình. À, và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những giải pháp mới dành cho người mắc bệnh xương khớp một giải pháp hiệu quả tiết kiệm chi phí cũng như là thời gian Đó là sử dụng sản phẩm viên bổ khớp glucosamine của Hàn Quốc Sản phẩm viên bổ khớp này thì giúp bổ sung glucosamine Không chỉ cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp và phục hồi glucosamine nicoclan ở sụn khớp Mà nó còn cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp Cũng như là giúp tạo dịch nhảy quanh khớp Làm tăng khả năng bôi trơn, khả năng đệm và chống va đập của sụn khớp Glucosamine thì hầu như là không có tác dụng phụ, ngay cả khi chúng ta dùng lâu dài. À, cho đến nay thì đã có hàng loạt thử nghiệm lâm sàng chứng minh rằng à, tác dụng của glucosamine trong điều trị viêm xương khớp. À, thứ nhất thì sản phẩm này giúp phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh đau lưng, thấp khớp cũng như là đau nhức xương khớp. Thứ hai, sản phẩm thì cung cấp dinh dưỡng cho sụn cũng như là tạo dịch khớp và tái tạo sụn khớp. Thứ ba, sản phẩm này thì kích thích tế bào sụn sản xuất collagen ở proteoglycan là các chất căn bản của sụn khớp cũng như là ức chế các men phá hủy sụn cũng như là ức chế các yếu tố gây viêm xương khớp cho chúng ta. Ở thứ tư, sản phẩm này thì còn tham gia các cấu trúc trong suốt của mắt cũng như là duy trì các hoạt động sinh lý của mắt ở giúp mắt của chúng ta luôn sáng khỏe cũng như là phòng chống lại các tật về mắt. Ở đặc biệt, glucosamine còn tham gia quá trình tổng hợp các thành phần của sụn khớp cũng như là đồng thời ức chế enzyme phá hủy sụn khớp như Kiều Anh vừa chia sẻ. Ngoài ra thì nó còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm việc là mất canxi xương cũng như là tăng sản sinh chất nhờn dịch khớp, làm tăng độ nhớt, độ trơn dịch khớp, giảm thoái hóa khớp của chúng ta. À vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm này lại tốt cho hệ xương khớp như vậy và còn tốt cho mắt nữa? À, là bởi như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên, sản phẩm này thì lấy thành phần chính là 80% glucosamine. Ở uh, glucosamine thì có tác dụng cung cấp các chất bổ cho khớp của chúng ta cũng như là sụn, ở uh, giúp hình thành cũng như là sửa chữa sụn và các mô khác trong cơ thể. Ở uh, ngoài ra thì còn có một số thành phần khác như là gelatin, nước, titanium dioxide. Ở uh, những chất này thì hiệu quả trong việc phòng chống loãng xương và thoái hóa khớp. Ở uh, thế nên là khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi những hiệu quả mà nó mang lại cho hệ xương khớp của chúng ta cũng như là phòng chống một số căn bệnh về xương khớp uh, hay là hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn uh, như kiều Anh vừa chia sẻ ngoài ra thì nó còn có tác dụng là tốt cho mắt của chúng ta uh, vậy thì những đối tượng nào nên sử dụng sản phẩm này thì thứ nhất là những vận động viên những người thường xuyên phải vận động thể dục thể thao ở uh, thứ hai là những người già bị thoái hóa khớp thứ ba là các bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp bệnh thoái hóa khớp và ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm này, mặc dù những công dụng mà nó mang lại thì vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên nhớ một số lưu ý, đó là cẩn thận với phụ nữ có thai, người dị ứng với các thành phần có tôm và cua. Ờ, khi sử dụng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta uống 3 viên và mỗi lần chúng ta uống một viên với nước. Ở trong trường hợp chúng ta thoái hóa xương khớp nhẹ và trung bình thì chúng ta sẽ dùng 2 viên trên một ngày. À, và mỗi lần chúng ta sử dụng sẽ là uống ở sau bữa ăn. Nếu như các bạn đau nặng và tình trạng xương khớp của chúng ta mắc nặng thì để có hiệu quả thì tốt hơn chúng ta nên sử dụng 4 viên trên ngày và sử dụng 2 lần sau ăn. Sử dụng liên tục như vậy trong 14 ngày, sau đó lại dùng 2 viên trên ngày như bình thường. À, các bạn nên nhớ là hãy bảo quản sản phẩm này ở nơi khô ráo thoáng mát, tranh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời viên bổ khớp glucosamine Hàn Quốc này thì chính là bí quyết để cải thiện cũng như là nâng cao sự dẻo dai của hệ xương khớp ở cho bạn tự tin vận động mỗi ngày Tuy nhiên các bạn nên lưu ý rằng ở hiện nay trên thị trường thì xuất hiện rất nhiều sản phẩm glucosamine đến từ Hàn Quốc này và được bán một cách tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe à vì thế thì khi mua hàng các bạn cần đặt mua tại các cơ sở phân phối sản phẩm uy tín có thương hiệu để có trên tay sản phẩm chất lượng tốt cũng như là nên mua sản phẩm ở tại những cửa hàng có địa chỉ rõ rệt cụ thể, cũng như là trong quá trình sử dụng quá trình mua và khi các bạn quan tâm đến sản phẩm thì được tư vấn một cách tốt nhất, cũng như là tư vấn về những thông tin cần thiết sản phẩm để các bạn có thể là hiểu rõ hơn và chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điều mà kiều anh vừa nói trên đây thôi thì đã tận dụng được hết những công dụng mà sản phẩm viên bổ khớp glucosamine này mang lại rồi. Ở ngoài ra thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm viên bổ khớp này ở đâu để có thể là mua được hàng chính hãng, chất lượng và đến từ Hàn Quốc thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm viên bổ khớp glucosamine đến từ Hàn Quốc này hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là trực tiếp quan sát về sản phẩm viên bổ khớp cũng như là tư vấn về các sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. À hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.